Ơi, được chào cô chú chị và các bạn đã quay trở lại với kênh nha. Nay thì cũng tiếp tục đi câu. Thì cái chỗ này thì nằm trên mấy cái cống, trên cống sen nha bạn. Đã cống sen đi vào. Chỗ này thì nói chung thì cá nó cũng có ụt nha. Có cá dồ nha bạn. Là hôm nay theo mấy cái cống câu nha bạn. Để quay sơ sơ cho bạn xem. Đó. Được này câu ngoài đồng nguyên cống nha. Xong rồi kia. Trong ngoài cái cống kìa, mời đến chỗ này nha bạn. Dưới đây mọi con hôm nay thì không có gì thay đổi nha bạn, trùng với giới tiếp nha. Đây cũng vậy thôi rồi, con trùng cơm với giới nha, có hai thứ thôi. Nhưng mà chắc là câu với trùng trước nha, tại vì hôm nay là câu một lữ à. Cái mồi xả nha bạn, nói chung là mồi tanh nha, mày cắm gà thôi với lại thức ăn cá tra thôi. Tả mới cho nó nhanh nhanh gom lại bạn ơi. Rồi giờ được câu nha bạn. Chỗ này nước cũng cá thước nước à. Chỗ này có cá dồ bạn ơi, thấy nó ụt nè. Không biết câu năng không nữa đó, giờ bự lắm nha. Còn không động trở lại các bạn, xả cũng ít mồi xả dưới rồi đó. Sớm bơm nước nó cạn các bạn, cái nó cá nó dồn xuống đây nè, rút xuống đây nè, có cá ăn bạn ơi. Đó đó, có cá rỉa, cá rỉa, cá rỉa. Kéo kìa, kéo kìa. Rồi, rồi. Trời trời, trời rút bạn ơi, rút chỉ lắm, rút bạn ơi. Cái dồ bự, cái dồ bự. Rồi. Trắng tươi luôn. Thấy nào, thấy nào phải dính liền các bạn. Thôi nha, thôi nha. Còn mấy con bự lắm nha các bạn. Nó còn ụt kia nhiều bự lắm, bự lắm. Cái đồng động gì cho mấy con cá lại bạn ơi. Cái gì cái cá nó cũng không có lợi nha. Xả mồi chứ cá nó cũng ít có lợi nha bạn ơi. Cái nãy giờ ít cá lại quá. Thả thêm cây phía trong này bạn ơi. Vớt được con cá nào nữa không? Vớt các bạn ơi, vào trong nha. Đó. Vớt được con nào nữa hay con đó. Kéo kìa. Con gì ta? Rồi rồi, gì đây bạn ơi? Rô mề cái nhảy, rô mề. Đây, ui, hết biết rồi, ngon rồi, nè, con cá bá bạn ơi. Ôi ôi, ôi,
Ê bà ơi. Gì mà có cái rô nào mà đó. Trời ơi. Nhảy nguyên chết kìa. Thích kìa, nãy giờ động nhảy là nhảy xuống rồi. Cá rỉa bạn ơi, cá rỉa, cá rỉa. Rồi, cái gì đây? Cá này nhỏ sao làm gì? Đó, đó, một phi bạn ơi. Con này chắc cũng được được bạn ơi, cái bà. Thôi chị đứng rồi. Ha, bắt luôn ơi. Chính nè bạn ơi. Trời ơi. Con này bự nha bạn. Nè. Trời ơi. Đang chỉnh cái máy bạn ơi. Mới bỏ xuống chỉnh cái máy à. Nè. Trời. Im. Ui, được bạn ơi. Trời. Rỉa đó bạn ơi. Hỏi xuống là nó rỉa rồi. Trời trời số phi bạn ơi. Trời có phi nè cả nhà ơi. Có nội ơi. Hết biết có phi rồi. Phi ơi. Hết trước kia rồi bạn ơi. À, có phi bự. Có nội ơi. Đây. Được ghê luôn bạn ơi. Hết biết có phi rồi. Thả xuống lại lì các bạn, lì dữ lắm, lì luôn á, không biết con gì dữ à, nó lì đó, nó không dính gì chứ. Chốt bạn ơi. Thì hai cần luôn kìa. Chốt thiệt rồi, thiệt tình cái chốt rồi. Bạn ơi, con sâu luôn. Nó cứ bậy bậy với cái gì á. Nè, gỡ con này không đi. Mày phá mồi quá. Thả xuống lỡ rỉa đó bạn. Rỉa không, chốt bị dưới. Bỏ xuống cần nào cũng rỉa chân á. Để chốt bạn ơi, chốt con nào không mấy nó mập. Nội ơi. Nội ơi.
cái lô cà phê đâu rồi. Thôi gửi là thôi chốt à. Chốt nào nó bập lô. Nội ơi. Rồi câu sớm thì dính con nó chốt. Rồi bạn ơi, con nè. Qua chú mới này nãy giờ dính được mấy cái chốt bạn ơi. Chỗ này chăng cái cống 30 tháng 4 nè. Cống sen nha bạn. Thì giờ là chắc về cái nhà ơi. Tại vì dính cái chốt quá trời bạn ơi. Không dính cái nào khác chân chỗ này sao có chốt quá trời. Dính mấy con à. Giờ lực quay cái nhà xem coi cái kết quả hôm nay nha. Cũng 2-3 chỗ rồi. Chung theo mấy cái cống cầu bạn ơi. Nãy giờ lăng thang thôi mấy cống nó câu cũng được nhiêu bạn ơi. Mấy con cá rô phi với lại mấy con cá chốt, con cá dồ, cá rô cũng bự nha. Rồi hôm nay cũng được được bạn ơi, cũng được. Rồi giờ về cả nhà. Sớm giờ là lang thang ở trên khu vực mấy cống trên cống sen bạn ơi. Này chỗ là tới nha, mình cho mới. Thì hôm nay cũng câu được mớ à. Nhưng là cũng được thôi. Thì kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Đừng quên like và cho Lực xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh nha. Chân thành cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Đây.